Hành trình 5 ngày 5 đêm thử ngoạn mùa lá đỏ Nhật Bản của mình như thế nào? Hãy cùng xem hết video này nhé! Tổng chi phí cho chuyến đi của mình là 28.990 yên. Mình book tour qua Best Buy Travel, trong đó đã bao gồm vé máy bay khứ hồi, visa Nhật Bản, phòng khách sạn, xe đưa đón trên chuyến, các bữa ăn trong tour và vé tham quan. Tuy nhiên, nếu ít thời gian hơn thì các bạn có thể tham khảo các tour 4 ngày với giá chỉ từ 22 triệu. Vì đi Nhật Bản lần đầu và cũng chưa giỏi ngoại ngữ nên mình quyết định book tour cho an tâm, và sau khi trải nghiệm thì thấy đây là quyết định hoàn toàn đúng đắn. Lịch trình tour được sắp xếp vô cùng hợp lý. Các bạn sẽ được tham quan các điểm đến nổi tiếng của Nhật Bản như núi Phú Sĩ, tháp Tokyo Skytree, lâu đài Osaka và cố đô Kyoto. Không những vậy, các bạn còn có thời gian tự do để mua sắm, khám phá Nhật Bản theo cách riêng của mình đó. Đặc biệt với một người có đam mê to lớn với thế giới truyện tranh manga và hoạt hình anime thì không thể bỏ qua các store bán đồ lưu niệm các nhân vật ngộ nghĩnh này được. Ngoài ra, mình cũng là tín đồ ẩm thực Nhật Bản. Tới đây nhất định bạn phải ăn thử mì ramen nhé. Nhật Bản sắp bước vào mùa lá đỏ đẹp trời nên thơ rồi, nhanh tay liên hệ Best Ride để đặt tour ngay thôi nào.